xuống, hạ xuống, thấy cái châm. Thằng nghiệp đó. Châm, châm xin bao nhiêu. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Trang. Thì như các bạn đã biết, hiện tại mình đang theo học tiếng ở trường Đại học Trung An. Và hôm nay thì trường Trung An có tổ chức cho tất cả các bạn học tiếng ở đấy đi công viên Everland. Và mình quyết định hôm nay mình sẽ quay vlog cho các bạn xem là đi học tiếng ở Trung An thì sẽ được quyền lợi gì. Hôm nay nó giống như một cái trải nghiệm văn hóa, cho nên là một lát nữa lúc mà bắt đầu tập trung rồi, mình đã ăn uống và xinh đẹp rồi thì mình sẽ quay trở lại với các bạn nhé. Mình chưa bôi son bởi mình đang dùng son dưỡng. 여기는 우리 선생님이고 우리 선생님은 저를 관심 없어서 대신 우리 오빠가 있어요. 하지 마. 하지 마. Bây giờ chờ xe trui chờ xe khởi hành. Xong rồi sau 2 tiếng sẽ đến nơi. Cảm xúc của người lần đầu tiên. Oh. Lần đầu thấy đèn. Lần đầu thấy đèn. Xe em nhớ hiện tại, nhớ hiện tại. Cảm xúc lần đầu tiên đi Everland là rất là hào hứng và không biết chuẩn bị cái gì, nhưng mà mong là vẫn have fun. Cô mình dốt quá à. Cô mình tề luôn, cô mình đếm lần thứ 3 rồi đấy. Bảo cô bảo giơ tay lên lớp 4, sao cướp ra 3 giơ tay là xong. Hồi đấy ai mà biết được. Hình như là phải leo cầu thang. Mà cầu thang nhìn nhiều bậc quá à. Trang đáng yêu quá à. Hi. My name is Maleficent Nguyễn. Ủa mẹ ơi. Cái gì? Trang nhìn đẹp chưa? Wow. We made it. Chào mình kia anh ha. Xếp hàng đây này. Mình đã có map rồi, bây giờ mình sẽ đi chơi. Không hiểu sao. Bali 오라고. Hả? Trời ơi. Ôi, ở đây đẹp hơn ở Lotte World xưa nhiều. Anh Linh lên đến đây đi và mình đi xem đồ. Ôi, nhiều đồ lắm thôi. Đồ linh tinh ý. Ôi. Giờ vấn đề ở đây là Đức không thích chơi mấy cái trò mạo hiểm. Nhưng mà chơi mấy trò vào nhà ma thì được. Chơi nhà ma thì cái đâu gọi là mạo hiểm. Phải chơi mấy cái trò như ở roller coaster các thứ mới vui chứ đúng không? Mình sẽ đi kiếm mấy cái trò đấy. Phải chơi chứ. Subscribe và like video để các bạn like và subscribe video nếu bạn thích nhất. Chơi trò đấy, sợ lắm. Không có gì sợ hết. Ôi mẹ ơi. Anh mà cứu ra đấy, anh mà cứu cạnh em đúng rồi. Đâu có chơi. Đầu tiên là mình phải đi đi gì ở sở thú trước chứ. Chị bạn đồ đâu? Bạn đồ ai cầm? Gì mà to dữ vậy trời. Bạn nhá. Xem cái chút. Ê còn kẹo không nào? Thôi kẹo tao kẹo đi vào. Túi. Kẹo trong túi. Mới đi ba con này. Đi thưởng ngoại. Đường này đẹp nhờ. Bữa nay giờ có bấm quay đâu. Hèn chi. Trời ơi. Lại đi. Quay lại đây. Khổ quá. Bây giờ mình vừa giao máy cho quản lý, anh quản lý của mình.
nhưng mà anh quản lý không hiểu quay kiểu gì mà nãy giờ quay không được. Nhưng mình giới thiệu lại, chào mừng các bạn đã đến với gần như là sở thú của Everland. Đây là con gì hay chỉ là nước? Trời ơi, nó béo dùng trang như trời. Cái gì cơ? Anh bảo cái gì cơ? Nó đẹp như trang như trời. Are you kidding me right now? Are you Hi baby, hi. Oh my god. You cute. Mình có phải mình đang nhìn thấy chim cánh cụt không? Có đấy, có phải chim cánh cụt không? Đây có phải là chim cánh cụt không? Các bạn đính chính cho mình đi. Con này con gì? Có đứng chèo vào ạ. Sao nó đông quá à? Nhưng mà đây là con gì? Chim cánh cụt. Đây là chim cánh cụt hả? Hả? Nó không nóng à? Nhìn sạch hơn bể bơi nhà mình ấy. Ăn luôn. Đây mới là sở thú này. Yep. Chỉ là sở thú thôi. Make some noise. Trời ơi, xếp hàng dài quá à. Sao anh ăn lắm đấy. Trời ơi. Nó cười này. Thế nào? Ôi. Trời má, nó đáng yêu thế. Ôi, nhìn giống con mèo nhờ. Mình đợi bao nhiêu? Mình đợi 2. Còn mình đã đợi 2 tiếng đồng hồ, xếp hàng 2 tiếng đồng hồ từ ngoài kia vào đây rồi. Gán biết đi. Bao nhiêu cỏ chứ nào. Lúc vào là 10:50, bây giờ là 1:20, vẫn chưa được lên xe buýt. Vẫn chưa được đi. Là một lát nữa bọn mình sẽ được lên cái xe bus này này. Tí có anh trai nào ngồi kế bên đây nhận. Trời ơi, không có đâu, không có anh trai nào ngồi đây đâu. Ôi, cuối cùng được lên rồi. Các bạn đã sẵn sàng tham quan. Ồ, 이래분들 같이 앉아 주시면 감사하겠습니다. 혹시 같이 앉아 주실 수 있으신가요? Sở thú ở Everland chưa? Người ta không chịu ngồi với mình cơ. Người ta chê mình hôi, người ta không chịu ngồi với mình. Chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, 출발! 안녕하세요, 반갑습니다. 저는 여러분과 함께 루스벨리로 인해 자본회사 루카스. 그리고 우리 안전의 책임자죠, 멋진 캡틴이에요. 박수 부탁드려요. Bỏ ra 2 tiếng rưỡi đồng hồ đứng chờ để được xem động vật trong 15 phút. Hiện tại là bọn mình đã đi ra khỏi chỗ The Lost Valley rồi. Thì bây giờ mình còn bao nhiêu tiếng nữa nhở? Trường quy định là 4 giờ phải tập trung ở đấy. Mình còn 2 tiếng nữa anh ơi. Mà một trò, cái trò nổi tiếng nhất ở đây thì nó xếp hàng 2 tiếng rưỡi mới được vào. Thôi mình xếp hàng xong mình về rồi. Không kịp vào chơi luôn. Trước khi các bạn vào
hỏi comment gì thì đây là trường mình tổ chức cho các bạn đi trải nghiệm văn hóa. Thì đợt nào cũng sẽ có trải nghiệm văn hóa và đi hoàn toàn miễn phí luôn. Không cần muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà miễn sao là đúng giờ các bạn tập trung ở đấy, các bạn không được ở lại chơi thêm, cũng không được về trước. Nói chung là trong sự quản lý của trường luôn. Nói chung là đi cũng hơi mệt đấy, nhưng mà thấy đáng không anh? Không đáng à? Đáng. Cái này nhìn có vẻ ngon này, cái trên cùng với cả cái dưới cùng là chắc chắn mua rồi nha, còn hai cái này nhìn vớ vẩn quá. Churros 기대했어요. Yo. Hello. Yo. Yo. Rồi ăn thôi. Gì ạ? Nó giòn dữ vậy. Ngon dữ. Có tài khoản ở Việt Nam à? Ăn bên trong ngon này. Vâng, bây giờ. I fucking love you. Thích quá ha. Bây giờ bọn mình sẽ đi về cái khu mà có nhiều trò chơi ấy. Không, nếu mà chơi được trò gì á thì mình quay cho các bạn xem nhá. Bye bye. Lại zoom nữa. Bấm quay rồi. Thôi. Mình muốn xem có gì ăn, mình lôi ra ăn đi. Ban đầu đấy mình định chơi cái trò này, nhưng mà nhìn cái hàng xếp từ đây lên đằng kia. Vâng, trong này. Đấy, xong lên đây. Trong kia nữa. Ôi dồi. Bọn mình vừa tìm được một địa điểm dùng để chụp ảnh kiểu siêu đỉnh luôn. Siêu đỉnh luôn. Rồi đất ơi. Đây là địa điểm người ta sinh ra để chụp ảnh. Trời ơi, nhìn yêu lắm ý. Trời ơi, ở đây có nhiều chỗ chụp ảnh cực luôn. Cho nên là nếu các bạn đến đây để chơi ấy, thì các bạn nên cân nhắc mà đến vào mấy cái ngày thứ hai, thứ ba các thứ ấy, để nó kiểu không đông người muốn chụp ảnh á. Đến đây đầy chỗ chụp ảnh luôn. Từ nãy tới giờ mình sẽ insert một số bức ảnh bọn mình đã chụp được cho các bạn xem rồi. Ôi, nhìn ảnh như kiểu không phải ở Hàn luôn, ở nước ngoài luôn ý. Trời ơi, nhà ở đây đẹp lắm ý. Nhà ở đây đẹp lắm ý. Trời má, đáng yêu quá à. Rồi. Cố xe gió xinh quá à. Trời ơi, không muốn về luôn, không muốn đi về. Trời ơi, nhìn giống lạc vào thế giới của cô gái Hà Lan không? Đây là bán đồ ăn luôn ý. Này nhưng mà Pháp ấy, nhưng mà Paris ấy. Ôi, mấy cái phần dưới này đều là quán ăn cả ấy, nhưng mà bên trên nhìn kiểu siêu đẹp. Trời ơi, cảnh đẹp như này chụp ảnh quá hợp lý luôn. Ôi, nhìn kiểu xuống xứ sở thần tiên ấy. Ôi, ở đây chụp là quá hợp lý luôn. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ôi, đẹp lắm. Phiếu như này cơ mà. Thank you.
em cảm ơn tất cả anh đi, cảm ơn đi lên. Trời ơi, ánh sáng nó sáng quá. Nhìn chỗ này nó giống như kiểu là chỗ làm đám cưới. Nhờ, nhìn giống chỗ làm đám cưới. Mình đang đợi bạn mình chụp ảnh. Hiện tại bọn mình còn tầm không đến một tiếng nữa là phải quay lại rồi. Và mình cảm thấy là cái chuyến đi này thật sự rất là đáng đi. Và nếu như các bạn có cơ hội sau này là nhất định các bạn phải đi thử Everland hoặc Lotte World. Bởi vì là các bạn nhìn thấy đấy, trò chơi đầy đủ mọi thứ, trò chơi từ mạo hiểm cho đến ô đằng kia ghế ngồi luôn kìa, đủ mọi thứ cho các bạn chơi luôn. Chưa kể là cảnh quá đẹp, mình sẽ cho các bạn xem lá ở đây rồi, lá đẹp cực kỳ luôn. Trước khi kết thúc video thì mình mong là các bạn đã like và subscribe kênh cho mình. Mình sẽ cố gắng lên video thật nhiều cho các bạn xem. Và những cái experience trải nghiệm như thế này thì thật sự các bạn nên thử. Bởi vì tại sao không, đúng không? Đúng rồi, mặt cảnh đẹp đúng không? Mặt cũng nghiêm trọng thế. Cô Trang xinh đẹp sẽ quay trở lại với các bạn trong các video tiếp theo. Và nói cho mình biết, comment phía dưới nếu như các bạn thích mấy kiểu vlog trải nghiệm như thế này ở Hàn Quốc. Thực ra thì từ trước đến nay mình rất ít khi làm video liên quan đến việc du học sinh ở Hàn Quốc, bởi vì mình cảm thấy là rất nhiều người đã làm rồi. Nhưng mà nếu như các bạn thích thì mình sẽ đi trải nghiệm tiếp và quay vlog cho bạn xem. Mình mong là các bạn đã thích cái video này rồi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tại sao mình lại nói thế nhỉ? Chúc các bạn một ngày tốt lành và mình sẽ gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Bye. Bye đi. Hoan là bye đi. Annyeong.